Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn ở Sài Gòn trưa hôm nay ngày 29 tháng 1 năm 2022 và cũng là 27 Tết. Trước mặt anh chị đó là cửa Tây chợ Sài Gòn. Và chiều hôm nay thì em có dịp đi vô khu chợ này để mua bánh kẹo. Và hôm nay có sự tham gia của bạn Nị. Chào bà cô chú. Lâu rồi anh chị và bạn không có gặp Nị nè. Bạn nào nhỏ thì đang ngủ trưa ở nhà rồi. Bây giờ mình sẽ đi chợ một vòng chợ, sẵn tiện quay vài ảnh ở đây gửi bà con cô bác xem chơi cho vui trong những ngày Tết như thế này. Thì chợ Bến Thành nổi tiếng là bán rất nhiều bánh kẹo cũng như trái cây rồi bông các dịp lễ Tết cũng như ngày thường thì bánh kẹo cũng rất là nhiều. Đó, hôm nay chúng ta sẽ đi vô đây để mua, rồi mình sẽ đi một vòng để xem toàn cảnh chợ Sài Gòn ngày hôm nay nó như thế nào. Và chúng ta đang đi ở phía mặt đường Phan Chu Trinh, cửa Tây chợ Sài Gòn nè, hướng ra ngoài Lê Thánh Tôn. Sài Gòn bây giờ là hơn 2 giờ chiều. Ngày thường nó chả vậy. Mình sẽ đi cổng cổng ngoài đi ha, cổng ngoài Lê Thánh Tôn đi một vòng đi rồi vô mua xem toàn cảnh chợ như thế nào. Lâu rồi không có vô chợ này. Mẹ Lê Thánh Tôn này. Nhiều khi đi riết mà này cũng không hình dung được tên đường ở đây. Bên kia có những gian hàng bán trái cây. Ở đây có một cái dãy nhà theo kiến trúc Pháp rất là đẹp. Theo lời chia sẻ của cô chú anh chị với lại những hình ảnh tư liệu ngày xưa thì ở đây có một bến xe. Một cái bến xe. Nhưng mà ngày nay thì bến xe đó không còn. Là một cái bãi xe để gửi xe hơi. Có một phần chợ Bến Thành là chợ thực phẩm, bán đồ ăn, bán thịt cá, rau cải. Đây chúng anh chị bán hàng đó là khách sạn Avanti. Kế bên khách sạn Ngân Hà. Và đây là con đường Lê Thánh Tôn. Ngày xưa thì nguyên cái dãy mặt đường Lê Thánh Tôn này thì bán rất là nhiều đồ lưu niệm. Còn bây giờ thì bán cà phê, bánh kẹo, trái cây. Ngày xưa bán trái cây cũng rất là nhiều luôn. Ngày Tết thì có bưởi, rồi trái thơm để người ta trưng mâm ngũ quả đó. Kế đến thì các gian hàng bán xốp quần áo, túi xách, trái cây, nhìn trái bưởi lớn ghê, nụ tầm xuân. Có một đợt, có một học lúc ở cái dãy Thánh Tôn này, các gian hàng đều đóng cửa, không có ai bán gì hết trơn á. Bây giờ mới có chút không khí buôn bán nè. Đây có cổng đi vào chợ nè. Đi đường này nè. Lên đây, lên đây coi bông ở trên đây nữa nè. Đi vòng coi. Hôm nay đi mua bánh kẹo gì? Kẹo chuối hả? Chuối thì hàng để làm rồi.
mua vài vài món để gửi cho mẹ chứ quê. Gửi quê để mẹ nhiều khi không có làm thì có ai tới thì tiếp khách. Và chúng ta đi qua đây là mặt đường Phan Bội Châu. Ở đây là vô đây nữa. Ở đây bán chậu, bán chậu với lại bán cây bông giả, những trái đông đào. Ủa đào đông chứ. Hôm bữa mới biết ở ở trong chợ Hồ Thị Kỷ, chợ bông Hồ Thị Kỷ. Trái đào đông. Đào đông gì? Trái đỏ đỏ đó đó. Trái mướp. Hả? Trái mướp. Trái mướp hả? Mướp, nó còn mướp. Ở trong đó kêu bằng trái đào đông. Vô trong đây, đi đường này coi. Không, trái táo vàng, trái thì táo thiệt luôn hả? Mà em khéo nha. Bây giờ thiệt luôn. Đó, bây giờ mình đi vô vô khu chợ nè. Thừa đây bán bánh kẹo với lại đồ lưu niệm. Rất là nhiều. Bây giờ mấy sạp bánh kẹo còn không? Còn. Chờ đi. Không có chị nó còn nó giống. Có một hộp không? Mình cầu đu đủ. Rồi mà mua quả chưng sẵn luôn nè. Hôm nay người ta có làm mâm của quả chưng sẵn luôn. Kết sẵn luôn. Có gặp cái gì cũng mua sẵn về thì đâu có không khí là Tết nữa. Mình phải về mua về mình làm chứ. Trời ơi, mua về mình làm chứ. Hồi đó có má cũng gì đâu, ngồi chuyện tự mình làm chứ. Làm chứ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Rồi tới tao khổng lồ luôn. Đi rửa giấc pháp rồi. Nên bà ta kêu bỏ nha thêm vô. Mình đầy quá trời trái cây. Bà trả 70 quá, có lấy rồi. Mẹ mua hay sao? Chào cảm ơn. Chào cảm ơn. Ta xếp xa mình đồng hành mọi người rồi. À, ai bán ta? Không biết ai bán hả? Bánh mốt gì không anh chị? Mốt gì con mua giùm em đi. Kem gì không chị? Bánh xanh gì giùm em thêm không? Mềm một giùm. Cái này nó vô bể vô. Cô thích chẳng. Ngoài khu bánh kẹo thì còn có khu bán quần áo. Khu bên đây bán quần áo nè. Đi vòng qua đây cái vòng lại khu bánh kẹo. Đúng không? Coi tham quan là chính.
thương không qua nè. Sao không có ai hết vậy nè? Không áo gì hết rồi. Đâu? Đâu mặc gì không? Không, rộng lớn rồi. Muốn gì không em? Muốn dạ, không? Dạ, để con coi. Muốn áo gì không? Quần áo gì không? Mua đồng bảo gì vậy? Nói vậy có không? Nhà có không? Có của bà bảo, bụi cho bá. Thì chi cho ngồi đây người ta đóng cửa hả ta? Mặt chưa vừa nữa hả? Đó, mình quay trở lại khu bánh kẹo nha. Coi mua trà, mua cà phê gì không chị? Để coi chỗ nào để mua. Kẹo dừa hả chị? Em mua gì không em? Có đó, để giờ tới lượt Nị mua nè. Mua gì nữa? Mua gì hỏi đi. Dạ, cũng lên đây đúng không chị? Em mua gì? Cô Hồng ơi, con đang đứng tiệm quán của Hồng. Giờ có cô Hồng không? Cô người khác hay gì mà? Mẹ bắt đầu không? Cái này 200g nha. Đây có các loại hột. Hột mà hột hạt đều. Dẻ. À, mất gừng. Mất gừng đây. Mất gừng quế. Mua mất gừng không mẹ? Mất gừng. Gừng quế chứ cái này nó sơ. Mất gừng quế là nào? Quế nè. Gì nhỏ nhỏ là quế. Cái này đi ha, gừng quế đi ha. Ừ. Không tính 100 luôn đi. 100 cũng đúng luôn. Cái này không? Ừ. Nó cũng được. Cho cô chưa? Cái này dừa không em? Dừa thốt nốt không? Dừa thốt nốt không? À. Vừa mua trên đây, cái này thì ăn được, cái này thử được. Mình thôi cộng nó bự quá nè. Nửa ký là cái muỗng luôn cho cô. Này nấm này mới sơn. Nó mua trên trà cũng tốt không cô. Nó còn 300 thôi. 300 nhiều quá. 250 một ký. 300 con thử 4 lạng đi 100 ngàn nha. 4 lạng đi chưa cho hai. Ừ. Cà phê. Ông đang mua bánh kẹo này. Ồ, quá trời. À, này là trong chợ có không khí của chợ Tết nè. Chị muốn lấy màu vàng cho chị. Đỏ vậy.
Ở đây nhúm kẹo chuối nữa kìa này. Kẹo chuối mà cuộn cuộn. Ngàn vàng đó là gì? Cũng đậu phộng xay hết, nhưng mà nó gói cái bao cho nó đủ màu. Nó không giống kẹo chuối 200.000 một ký. Đó là thanh bắc đi. Có chuối ăn mua năm anh em đem về mẹ. Không mua để nhà ăn. Ít thôi. Ít thôi. Mỗi cái một chút thôi. Cái này thơm, thơm với chuối nè. Ừ. Có vị gì? Thơm nè. Kẹo chuối có vị thơm. Kẹo thơm, kẹo chuối. Ừ. Giờ đến tiền cho con đi cô. Có gần dẻo này nè. Cũng thử đi. Anh bốn lạng kia em mỗi bọc hai lạng được không? Cái này chỉ chậm một ký. À, hướng này là đi cửa Nam, ngay công trường Quách Thị Trang. Bây giờ này đang chờ tính tiền. Như mua mấy thứ? Nãy giờ mua mấy thứ à? Nãy giờ mua mấy thứ à? Ở đây bán hay thử không? Thử muốn hết sạp. Hỏi lại thử hết. Thử đi chị chứ đi siêu thị nó đâu cho anh chị thử. Rồi, đúng tiền trai. Thôi đây anh sách. Anh có mua cà phê không? Dạ không. Cà phê trà. Dạ không. Rồi, được rồi. Rồi, cảm ơn. Dạ. Lấy gì thêm không chị? Qua đây có bán gì? À, chúng ta đi qua bên khu này nữa. Mấy cái muỗng bằng sừng hả? Sừng hay cẩm thạch. Chén, cái khu bán chén. Chén sành thủy tinh. Dạ, cảm ơn chị. Ký nào chị? Rồng này 200. Dạ, đẹp cũng tốt mà. Cái bình có con cảm ơn mẹ. Cái ly đẹp quá ha. Bữa nào đó anh chị ơi. Dạ, được chị, cảm ơn chị. Một cái cồng quá, đi vô gọi đem ra. Xoáy. Ờ, 9.5 4.5 phải tới mà 4.2 mà 4.5 mà 9.5 nó quýnh dạy em kịp chứ. Quá trời ly chậu. Quá trời đẹp không. Sao mà đá được. Đối với thằng hai nó lên, cái nó chỉnh đủ qua xỉn cho đi những cái gian hàng, mấy gian hàng đường gì đó, đường biển, đồng.
lòm đi cho nó đáo quá. Chỗ đó sáng đẹp. Đó khu bán đồ ăn. Dạ được, cảm ơn. Nói gì ta, chưa giờ không ăn gì. Ăn đâu, ăn bèo không? Nói bèo tao cũng nghĩ rồi. Một đây tháng 3 bán lại ở dưới một cái bàn dưới. Một hôm qua là qua Tết. Qua Tết mới bán lại nữa. Ở đâu vậy? À, rồi, và hình ảnh trong chợ gửi bà con cô bác xem chơi cho vui ha. Nhân chuyến đi mua bánh kẹo, mua con quýt ít thôi. Ra đây mua cho nó tiện. Rồi chúng ta ra đây là mặt đường Phan Chu Trinh. Rồi video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong clip tiếp theo, trong những khu chợ bông, chợ Tết. Rồi đi, bye bye. Bye bye bà cô chú. Bà cô chú sau. Cái trái cây gì? Trái cây ngũ quả. Chưa biết mua ở đâu. Chắc ngoài chợ Thái Bình quá. Chợ Thái Bình cho nó gần. Mà chắc mai mới mua. Mai 21 gì mới mua. Mai là 28 hả? Mai mua. Mốt mày hơi cận. Đâu, rồi là lấy xe. Rồi rồi.